Chào các bác, cốp điện Perfect K nhé. Hôm nay em sẽ lắp đặt trên chiếc Fortuner. Perfect K này sản xuất tại Thái Lan và được bảo hành 2 năm. Để em mở chi tiết bên trong để tí các bạn đi thi công. Hộp đỏ. Rất phong thủy luôn. Đây. Rồi. Bên trong gồm là đầu tiên là chốt khóa này, hai tia điện này, hộp tổng này, dây nguồn và dây lệnh này. Đấy, những chân khóa, chân ti này. Chân khóa chân ti này, ốc chìm này. Rồi đây, em bây giờ bắt đầu em thi công nhá, các bác chờ đón nhá. Rồi mở em ơi. Rồi mở trên ghế lái luôn nhá, có công tắc đọc cốp luôn đây này. Hầu như là zin tắt. Con này thì nó là zin tắt này. Mở luôn theo nút zin của xe luôn này. Đó. Rồi, anh mà quên không quay được rồi. Đây, Fortuner sau khi hoàn thiện cốp điện nhá. Bác chủ xe này vì là cái cốp điện nguyên bản nó là ti thủy lực ấy. Thành ra là kéo nó rất là vất vả nặng, thế bác đi đầu tư luôn quả cốp điện PFK của Thái Lan. Như em nói ngay đầu tiên là em lúc em giới thiệu ấy, vì là nó nặng quá nên bác đi đầu tư quả cốp điện này. Thì đây là sau khi là lắp xong thì ti rồi là ti điện. Bây giờ em sẽ khiển đóng cốp thử nhé. Đây là nút chờ zin luôn này. Đó. Bây giờ thì quá nhẹ nhàng, không phải vất vả như trước này. Bác cũng phải kéo hết sức mình ấy. Thì bác bảo là bác già có tuổi rồi mà kéo cái này thì hết hơi. Đây là nút mở này, cũng là điện luôn này. Đó. Rồi, đây em để cốp lên chỗ cái lái nhé. Cái lái thì có một cái nút chờ sẵn rồi. Bác chỉ việc ấn thôi là cụp hoặc mở. Đây, đang cốp đang mở này, đóng này. Đấy, cụp luôn này. Đôi lúc mà ngồi trên xe mở cho anh nào lấy cái gì trong cốp thì nó cũng khá là tiện. Còn là mở ra cho khách lấy đồ này. Đấy. Giờ thì quá nhẹ nhàng, ok rồi. Bảo hào auto bác nhá. Rồi, cụp vào này. Tuyệt vời rồi.